2, 3, 4, 5, 6. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta đồng đứng lên. Có thanh lục thanh, có nón lục nón, nguyên trang thay mặt ban tổ chức đại lễ xin trân trọng chào mừng đoàn xe hoa cung thỉnh trung ương đất này từ tổ đình về đến chùa An Hòa Tịnh. Cùng đi có ban trị sự trung ương, ban thượng tọa tổ đình, ban quản trị chùa An Hòa Tịnh, cùng quý quan khách và toàn thể quý vị đồng đạo đồng cung thỉnh chân dung đức thầy về đến chùa An Hòa Tịnh để an vị.
Chúng ta đứng nghiêm trang để cung thỉnh Đức Thầy vào nơi chánh niệm. Thay mặt ban tổ chức đại lễ, quý quan khách và toàn thể quý vị đồng đạo, xin trân trọng chào mừng đoàn xe hoa cung thỉnh chân dung Đức Thầy từ tổ đình về đến chùa An Hòa Tự, cùng đi có ban thiền sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban thường tự tổ đình, ban quản tự chùa An Hòa Tự, cùng quý quan khách và toàn thể quý vị đồng đạo đồng cung thỉnh chân dung Đức Quỳnh giáo chủ về đến chùa An Hòa Tự để an vị. Thank you.
quý vị quan khách và thưa quý vị đồng đạo. Hôm nay ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Hợi 2019, kỷ niệm 80 năm ngày Đức Quỳnh